Nhị ca tử, mang hàng đến rồi à? Đã nhận lời thì phải làm tới chốn. Là lời răn của đà khách chúng tôi. Tôi chính là người nhận. Sao cậu không giao hàng? Làm sao tôi biết anh là người nhận được? Quản gia Tề, mang ra đây. Mang ra đi. Nhị ca tử, cậu không hề mở ra xem thử sao? Đồ là của người nhận, không được mở ra. Đó là quy tắc. Anh lừa tôi. Người thanh niên, tôi đã nói, đừng trách tôi. Chắc cậu sẽ không quên. Tôi làm với nhà họ Đinh 40 năm rồi chứ. Làm như vậy cũng chỉ để phục vụ chủ mình, tới nơi tới chốn thôi. Đồ lừa đảo mà. Nhị ca tử, tôi từng thề, bắt giữ cậu, chém ngàn nhát dao để tế anh cả tôi. Lời tôi nói ra cũng chưa bao giờ nuốt lời. Xuống ngựa. Tới giờ hành lễ tế. Sư phụ, Hồng Nhi, con tới đây. Vì ca tử, ai cũng nói cung của cậu rất nhanh. Tôi thấy còn kém xa. Tôi không hiểu nổi. Anh cả tôi cầm súng, tại sao lại chết trong tay của cậu chứ? Cười gì? Nếu có cơ hội thì anh cũng thế thôi. Tôi thấy cậu thấy quan tài rồi cũng không rơi lệ nhỉ. Nào, cởi trói đi. Tam thiếu gia, thôi đừng mất thời gian nữa, để lỡ giờ sẽ không hay đâu. Được rồi, giờ là do người đặt. Tôi cũng muốn thử xem thằng tranh này có bản lĩnh gì. Làm theo quy tắc cũ. Theo quy tắc, hai bên quyết đấu, không ai được ra tay cứu giúp. Người được mời ra tay trước. Bắt đầu. Nhảy ranh. Ra tay đi.
Đội trưởng Tam thiếu gia, đội trưởng, giết chết hắn. Tế